em thấy cũng suôn sẻ lắm, nhưng mỗi tội là tiếng Anh thì nó cũng gặp một số gian truân. Em tên là Nguyễn Ngọc Tình, vừa rồi thì em học tại Đại học Thủ Dầu Một tại Việt Nam, ngành quản trị kinh doanh. Nhưng trong sắp tới thì em dự định là học ngành kinh doanh quốc tế tại trường Nam Úc. Thì em sẽ học tiếng Anh khoảng 5 tháng, rồi sau đó thì em học khóa cao đẳng và tiếp tục là 2 năm đại học tại Nam Úc. Tại vì lúc đầu là em ấp ủ giấc mơ là 4 năm, là ngay từ năm lớp 11 là em đã muốn đi du học. Tại vì quan điểm của em là muốn đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi xa thì mình hiểu biết nhiều, hiểu biết rộng. Cho nên là, nhưng mà do điều kiện thì em vẫn chưa thực hiện được. Sau này thì em phải tiếp tục học tại Việt Nam, nên em chọn ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Thủ Dầu Một. Sau đó thì bắt đầu em có điều kiện, đủ khả năng thì em quyết định bỏ giữa chừng, đi học tại ngành tại trường Nam Úc, ngành kinh doanh quốc tế. Trong cái quá trình mà chuẩn bị thì đầu tiên là tất nhiên là phải có tiếng Anh, sau đó là chuẩn bị tâm lý rồi một số thông tin về cái nơi mà mình đến, cũng như trường. Tại sao em lại chọn cái ngành IT mà lại chọn trường Nam Úc? Thì theo nghiên cứu thì em thấy trên mạng cái chỉ số, cái gọi là cái bảng xếp hạng của Đại học Nam Úc cũng tốt, với lại là cái ngành đó cũng đánh giá cao tại trường Nam Úc, cho nên là em quyết định chọn ngành đó tại trường Nam Úc. Phải thuyết phục cũng lâu, rồi sau này ba mẹ thấy đồng cảm rồi mới ủng hộ cho em. Từ lúc nào ba mẹ mới cảm thấy đồng cảm, rồi lúc đầu phản đối thì như thế nào? Cách đây một năm thì ba mẹ bắt đầu chú ý đến những cái tư tưởng của em, chấp nhận cho em đi du học. Còn trước đó thì ba mẹ cũng không có ý phản đối, nhưng mà cũng không có muốn cho đi, cho nên là chỉ đưa vấn đề qua một hướng khác, bắt làm những cái mà ba mẹ muốn. Em dùng cách mưa dầm thấm đất là em cứ nói, nào cũng nói, ngày tháng cứ lâu lâu gặp thì có cơ hội thì em lại tiếp tục cái việc nói chuyện về cái tương lai định hướng của em. Mà em sẽ nói em sẽ ở đâu? Sau đó thì em tính dự định là ở nhà của người bản xứ. Gần trường thì tốt cho việc đi lại. Em có cảm thấy lo không? Ở đấy giờ em xa nhà một mình bao giờ chưa? Thì học tới trường Đại học Thủ Dầu Một thì cũng nằm cách khoảng nhà cũng khá xa, cho nên là em cũng ở trọ lại, đi xa nhà cũng quen, nên là em cũng không thấy lo lắng gì cái việc ở xa nhà. Nhưng mà cái này là ở với người bản xứ chứ không phải ở với người Việt mình. Tính em cũng tự lập từ nhỏ nên em thích làm việc bản thân, cho nên là ở xa nhà cũng không sao. Lúc đầu thì tới bây giờ thì em vẫn tìm kiếm thông tin ở trên mạng, qua các trang web và trang của trường. Rồi làm sao em biết tới INET? Tới INET thì em xem nhiều, thấy nhiều bạn đánh giá cao, ngoài IDB thì có INET, với lại các chị thì làm việc nhiệt tình, trong quá trình mà hỗ trợ em cũng thấy thích. Em xem cái đánh giá đó ở đâu vậy? Trên trang, em tìm hiểu trên các trang mạng, rồi em thấy các bạn dẫn địa chỉ đến, đường link đến thì em vào em xem, thì em thấy nhiều bạn ủng hộ, đánh giá cao, năm sao gì đó. Từ lúc em nộp tên visa thì khoảng một tuần mấy. Cái cảm xúc lúc đó visa như thế nào? Thì cũng vui, mừng. Mà lúc mà nghe thông báo thì em đang ngủ, cho nên là em cũng thấy say sẩm. Đi học thì em cũng nói nhiều, nên thấy em cũng hòa đồng. Thì bạn bè cũng thấy dễ tính, dễ nói chuyện, cho nên em nghĩ là chắc qua bển không có vấn đề gì. Thì mới đầu qua thì chắc em nghĩ là rào cản lớn nhất là ngôn ngữ thôi, nhưng mà sau khi mà ráng trau dồi kinh nghiệm học tập bên bển thì chắc mình đủ kỹ năng để nói chuyện, đủ kỹ năng nói chuyện với bạn thôi, học tập thêm nữa.
Nếu mà em sắp xếp được thời gian thì em cũng nghĩ em cũng nên làm thêm. Tại vì em thấy làm thêm cũng cải thiện được khả năng tiếng Anh chút, với lại cái việc trải nghiệm ở bên ngoài lao động thì em thấy cũng tốt. Lúc em định hướng em thấy cũng suôn sẻ lắm, nhưng mỗi tội là tiếng Anh thì nó cũng gặp một số gian trân. Là lúc mà em nghỉ học đại học xong rồi cái em đi học tiếng Anh đại học khoảng bao lâu? Em cũng gần một năm. Xong rồi bây giờ mình đã học thêm tiếng Anh nữa. Dạ. Tại vì em phải mất khoảng 6 tháng để làm quen, với lại em phải tìm ra cái hướng học tiếng Anh chính xác. Rồi 6 tháng sau thì bắt đầu em mới học, kiểu có định hướng rồi em học dễ dàng hơn. Em nghĩ là các bạn nếu mà có khả năng tốt tiếng Anh rồi thì tầm khoảng nửa năm định hướng là lo giấy tờ, rồi gần tới đó thì liên lạc với trung tâm. Còn những bạn mà chưa có khả năng tiếng Anh giống như em ngay từ đầu thì phải nỗ lực nhiều hơn, mất cũng khá thời gian khá lâu, khoảng một năm như em. Định hướng chọn ngành thì em nghĩ là cái đó tùy vào sở thích của mình với lại cái điểm mạnh của mình. Ví dụ như em có tự tin nhiều khả năng giao tiếp với các bạn hòa đồng, rồi thích làm việc với lại cộng đồng xung quanh, thì em thấy là làm ngành kinh doanh quốc tế cũng thích.